Thưa quý vị, sáng nay các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng cho biết vừa thực hiện ca mổ bắt con thành công sau khi người mẹ bị thương sau tai nạn giao thông. Trước đó, đêm ngày 19 tháng 6, người mẹ nhập viện sau tai nạn giao thông trong tình trạng suy thai cấp, rách tầng sinh môn. Các bác sĩ lập tức cấp cứu mổ bắt con khi thai chỉ mới 8 tháng. Hiện sức khỏe của mẹ và bé đã qua cơn nguy kịch, các bác sĩ đang theo dõi thêm. Bạn có video hấp dẫn, bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo. Hãy gửi về plo@phapluattp.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.